Hello, xin chào tất cả các bạn. Dưới đây là những cái hình ảnh đầu giữ lưỡi cưa tự chế của mình. Và hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm chiếc đầu giữ lưỡi cưa này. Bác bán hàng ơi. Ở đây là bác có con ốc 10 dài 2 quá. Trong thủ tiểu. Rồi ok, bây giờ mình sẽ mang những thứ mà mình cần có để làm được cái đầu kẹp này. Đấy, thì đây là mình vừa đi mua con ốc này về này. Rất là vất vả, đi hàng chục cây số. Đấy. Và những cái này mình đã nói là mình sẽ bỏ qua. Đấy, ở đây thì các bạn cần có một cái mũi khoan. Đây là mũi khoan 5 ly. Đấy, mũi khoan của mình là đúng 5 ly này. Các bạn thấy không? 4,94. Đấy, 4,94 là ở cái đít này mình kẹp là nó bị mòn dần rồi. Đấy, khoan lên đây thì nó 4,97. Khi các bạn khoan ấy, các bạn lắc tay tí thì nó rộng hơn 5 ly là vừa. Đấy, ở đây thì mình có một cái eto nữa. Cái eto mình rất bẩn và mình đeo cái găng tay này vào để cho nó đỡ bẩn tay. Đây là mình thích thì mình đeo thôi, các bạn đừng nhầm tưởng mình là bác sĩ. Rồi ok. Ở đây là các bạn cần một cái khoan như này nữa. Đấy, cái khoan này thì có đầu kẹp là 13 để có thể kẹp được cái ốc 10 của mình như này. Đấy, kẹp nó rất là vừa như này. Các bạn thấy không? Vâng, ở đây thì mình sẽ cung cấp cho các bạn một số cái hình ảnh của cái đầu lưỡi cưa mình mới chế. Đây, con ốc của nó này. Ở đây là đầu lưỡi cưa của mình như này. Đấy, nhìn này thì nó rất là cùi, nên là một số thanh niên là chê xấu. Những thanh niên mà ưa chuộng mẫu mã ấy. Ở đây thì mình chỉ có đồ xấu này thôi. Đấy, nhưng mà được đổi lại là giá cả nó rẻ mà vẫn dùng được. Đấy, thì đây là một số hình ảnh này. Bây giờ thì ở đây là các bạn cần chuẩn bị cho mình là hai cái đồng tiền máy cắt như này. Cái này thì các bạn ví dụ như kiểu bố các bạn có máy cắt thì các bạn tháo trộm hai anh được. Hoặc là các bạn ra chợ mua thì cái này là nó rơi vào khoảng 15 đến 20 nghìn một bộ như này. Đấy thì cũng khá rẻ thôi. Và đây một con ốc. Con ốc này mình vừa đi mua, đây là 3 nghìn. Đấy, ở chỗ mình vùng núi rất là khó mua ốc. Mua con ốc 3 nghìn. Đấy thì mình sẽ khoan một lỗ như này, khoan tạo gen bên này. Để là tiện cho nó phẳng cái này đi nữa. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành. Rồi, ở đây thì các bạn có thắc mắc là tại sao cái lỗ này nó lại chuẩn, nó lại đúng tâm như này. Đấy, nếu mà cái lỗ không đúng tâm ấy, thì khi mà mình lắp vào motor hoạt động thì nó sẽ văng. Đấy, có thể nó văng và tốc độ cao viên đá nó văng một phát thôi, vỡ mặt luôn. Đấy, và vì vậy thì mình có một giải pháp để khoan đúng tâm này. Đấy, đây là mình lắp chặt vào cái đầu như này. Đấy, thì các bạn xem nhé, khi quay thì nó sẽ có cái tâm này này. Mình sẽ dùng cái bút dạ này mình đánh dấu. Các bạn thấy không? Ở đây là mình đã được một cái lỗ tròn ở giữa tâm rồi. Bây giờ mình sẽ dùng một cái nhọn sắt khác để mình dí vào thì nó sẽ tẩy cái vết mực này đi. Đấy. Đây mình quay lên thao tác thì nó sẽ khó hơn, nhưng thực ra bình thường mình làm thao tác nó rất là nhanh. Đấy, các bạn thấy không? Rồi bây giờ mình sẽ dùng một cái thép già khác mà nhọn đi. Mình đột một lỗ ở đây để gọi là mồi một cái lỗ giữa ấy, để khoan cho nó chuẩn. Rồi ở đây thì mình sẽ cho xuống dưới đất này. Nếu mình để trên mặt bàn sẽ vỡ bàn. Đấy, cái khâu này không quan trọng nhất. Nếu các bạn đóng lệch một tí là cái đầu này của bạn nó sẽ lệch. Đây mình dùng cái rũa này, mình đã tôi cho nó thật cứng như này. Đây. Đấy, tôi thật dài thì đóng vào nó sẽ thủng lỗ này luôn. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy cái lỗ này không ạ? Đấy, các bạn phải nhằm vào đúng giữa, các bạn đóng. Ok, bây giờ mình sẽ kẹp cái mũi khoan này vào eto như này. Đấy, mình sẽ kẹp ở bên này để làm sao cho mũi khoan nó không bị tụt. Và kẹp thật chắc. Đấy, các bạn nhớ là kẹp thật chắc. Đấy, cái đầu mũi nó sẽ lên như này. Và đây mình lưu ý luôn này. Con ốc này của mình nó rất là mỏng. Vừa xong mình đi mua thì mua được mỗi con này, còn lại toàn ốc rỉ. Các bạn thấy không, ở miền núi nó khổ vậy đấy. Nếu mà rỉ thì sẽ không thể khoan được bên này. Nên mình sẽ dùng con ốc này để làm mẫu khoan cái lỗ ở trước. Còn tí bên này thì mình sẽ dùng con ốc khác dài hơn. Thì các bạn hãy thông cảm cho mình về phần này. Đấy, bây giờ mình sẽ kẹp luôn vào đây này. Rồi ok. Khoan này không, cái lỗ của nó này. Rồi bây giờ cái lỗ này chính là cái lỗ mồi. Mình sẽ cho vào cái đầu mũi khoan như này và mình khoan. Đấy, đây chính là cái đầu lỗ của nó này, các bạn nhìn thấy chưa? Rồi ok. Các bạn nhìn thấy nó chuẩn chưa ạ?
Đấy, thế là mình sẽ dùng chân giữ ở đây. Các bạn ở phần này là các bạn cũng phải làm thật cẩn thận, nếu không nó khoan chân rất là thủng chân. Đây là đôi dép mình mới mua nên mình cũng phải cẩn thận. Đấy. Các bạn thấy không? Mũi khoan mình mài sắc đây phôi nó dài như này nó vẫn mới đứt này. Thôi ok, đây là lỗ của nó này. Các bạn thấy lỗ chưa? Đấy, lỗ đúng tâm luôn ạ. Đấy, rất là sâu. Thôi ok rồi, đây chính là cái lỗ của mình này. Bây giờ mình mang bàn này cho các bạn xem, đây cắm vào cái trục này. Đấy, nó chỉ hơi lỏng một tí thôi. Nếu mà các bạn mà khoan đúng tay, thẳng tay ấy, thì nó sẽ rất là chuẩn. Đây, đây mình sẽ đo cái lỗ cho các bạn nhé. Đây là 0,0 này. Đấy. Nó rơi vào 5,08 các bạn. 5,00 là 5,08 thì cắm vào nhau nó chỉ hơi gọi là rỗng là một tí tẹo thôi ạ. 0,8 mm, khoảng cách cũng khá bé. Đấy, nếu mà bạn nào khoan chuẩn hơn thì nó có thể rơi vào 5,5 hoặc 5,3 là cắm vừa. Chứ nếu mà 5.0 tròn là cắm vào đây là khít tịt, là đóng nó chặt là các bạn không thể tháo được luôn. Bây giờ mình sẽ tiếp tục khoan phần bên này. Rồi, bây giờ thì cái ốc ở bên này này. Đấy, các bạn nhìn thấy cái lỗ bên của mình nhé. Đây mình sẽ tháo cái này ra. Đấy, cái lỗ bên của mình này. Hoặc là như cái này. Đấy, nó có một cái lỗ bên để siết như kiểu siết đinh cho vét ấy. Thì ở đây là con ốc mình không mua được, và mình mua con ốc mỏng quá thì nó không khoan nổi. Đấy, nó mỏng hơn rất nhiều. Thì bây giờ mình sẽ dùng sang con này. Con này thì nó dài hơn một tí. Thế là nó khó cho các bạn, nhưng mà thôi các bạn hãy cố thông cảm với mình, bởi vì điều kiện ở đây nó khá thiếu thốn, khó mua được ốc. Thì mình sẽ khoan mẫu trên con này luôn. Ok, ở đây mình sẽ tạo một cái lỗ gen 3. Và vì thế mình sẽ khoan một lỗ 2,7. Đây, mũi khoan của mình 2,7 là vừa. Rất bé, các bạn không thể nhìn thấy được đâu. Đấy, nhưng mà đại loại là mình nói với các bạn là 2,7. À, mình sẽ lấy thước kẹp đo nhé. Đây, bây giờ mình sẽ dùng thước kẹp mình đo cái mũi khoan này cho các bạn xem này, để đảm bảo với các bạn rằng cái mũi đấy là mũi 2,7 nhé. 2,66. Nhớ, các bạn thấy không? Nó gần 2,7. Đấy, ok rồi. Bây giờ thì mình sẽ kẹp mẫu ốc vào đây này. Đây, mũi khoan mình vẫn để đây nhé. Mình sẽ lắp vào máy. Úi dồi. Đấy, mình sẽ kẹp như này. Rồi, bây giờ mình sẽ kẹp con ốc vào đây. Rồi, bây giờ con ốc của mình này. Mình sẽ vẫn dùng cái này. Mình đột một lỗ để cho nó dễ khoan hơn, chứ không khoan nó sẽ bị trượt. Đấy, cái rũa gãy giờ cũng rất tiện lợi. Đây, bây giờ mình sẽ lấy khoan này. Mình sẽ khoan đúng một lỗ ở đây. Lỗ là 2,7 nha các bạn. Rồi ok rồi. Đây chính là cái lỗ của mình này. Thì mình sẽ dùng cái đầu tạo gen như này. Đấy, mình sẽ garo cho nó một cái gen ở đây. Đấy chính là gen 3 này. Thì các bạn tạo cái này phải hết sức cẩn thận, bởi vì nó gãy cái mũi tạo gen này phát là thôi luôn, là các bạn khỏi phải làm. Thế đây là các bạn cứ vặn vào một tí, các bạn lại vặn ngược ra, đồng thời là các bạn đổ dầu vào đây. Đây là cái kinh nghiệm của mình để làm sao cho mũi nó không gãy thôi. Đấy, cứ vặn vào một tí thì lại vặn ra, vặn vào tí, có nghĩa là lùi một bước trời cao biển rộng ấy, lùi một bước để tiến ba bước ấy, các bạn phải hiểu như thế. Nếu không nó sẽ gãy cái mũi tạo gen này. Đấy, và chịu khó bôi trơn một tí. Như vậy là chúng ta đã có một cái gen. Rồi ok, và tiếp theo sẽ đến phần khác. Rồi bây giờ cái phần tiếp theo mình nói đến là gì? Thì đây này, đây là một cái gọi là cái đầu giữ hoàn chỉnh của mình nhé. Thì các bạn nhìn thấy điểm khác biệt không? Đây là nó hơi rỉ một tí là do mình để lâu rồi. Đây cái này còn mới hơn này, à, cũng rỉ nốt. Đấy, thì các bạn có thể nhìn thấy nhé, là mình đã nạo phẳng cái này đi. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy nó rất là bóng luôn ạ. Đấy, còn cái cũ này là bao giờ nó lồi lõm mà mình đảm bảo là nó sẽ không phẳng. Hoặc là đây cũng vậy. Đấy, thì bây giờ mình sẽ lắp vào cái máy. Các bạn còn nhớ cái máy này không ạ? Đấy, thì thực ra cái máy này không cần tốc độ bao nhiêu đâu. Nhưng mà mình, cái cốt yếu của mình ấy là làm sao nó xoay đều. Xoay đều để mình đưa máy doa bên ngoài mình doa cho nó thật phẳng đi.
đấy, doa cho nó phẳng nhẵn như thế này này, thì khi mà nó vuông góc ấy thì mình sẽ đảm bảo là cái phần mặt này, mặt tiếp xúc nó sẽ vuông góc với cái ốc này. Đấy, khi nó vuông góc, à ở đây mình còn lưu ý nhá, là cái đầu giữ lưỡi cưa, cái đồng tiền này, các bạn chọn cái loại phẳng nhá, nhiều loại thì nó sẽ lồi lên. Đấy, đây mình sẽ cầm 3 loại cho các bạn xem. Đây là loại phẳng của mình này, các bạn nhìn thấy nó phẳng không ạ? Đấy, rất là phẳng. Còn đây là cái loại lồi mà mình vừa đề cập. Đấy, loại này hơi lồi một tí, còn loại này là đảm bảo nó rất là lồi. Đấy, nếu mà nó lồi quá như này ấy, thì khi mà lắp vào ốc này nó sẽ bị cập kênh, và đảm bảo là mũi mài sẽ không bị chuẩn, sẽ không chuẩn một tí nào hết cả. Nên là các bạn chọn cho mình cái loại này. Đấy rồi, ok. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành doa đây. Đấy, mình sẽ gạt hết tất cả lên sang một bên. Ở đây mình doa thì đây mình gạt lên cho dễ, cho các bạn dễ nhìn nhá. Thì đây mình sẽ cắm vào đây này. Đấy, đây là cái này mình khoan tương đối chặt. Các bạn thấy không? Khoan mũi năm mà đóng một chục năm, đóng chắc như này, không cần phải siết con ốc này luôn ấy. Đây, cho các bạn thấy độ chuẩn của con ốc mình khoan. Rồi, riêng cái phần này thì làm sao? Thì đây mình dùng bộ nguồn này. Đấy, mình sẽ dùng một bộ nguồn như này của mình. Nguồn này là từ 0 đến 12V. Thì mình sẽ cho cái motor này nó quay. Rồi, bây giờ quay ngược chiều kim đồng hồ này, các bạn thấy ốc chuẩn không ạ? Thì mình sẽ dùng cái máy này. Nếu mà các bạn không có máy này thì các bạn có thể dùng cái máy mài bình thường được, không nhất thiết phải như mình nhá. Ở đây thì mình làm trong video thì mình muốn cầm này cho nó gọn. Đấy, thì mình sẽ mài. Rồi, ở đây mình sẽ ví dụ luôn với chính cái mà mình vừa mài đây. Đấy, thì mình sẽ lắp cái đồng tiền máy cắt này vào. Đấy, thì ở đây nhiều bạn có thói quen lắp vào như này, sau đó là lắp cái miếng ốc bên ngoài này vào như này này. Đấy, rồi sau đó là các bạn cầm cờ lê siết. Vâng, các bạn siết như này thì chắc chắn là nó sẽ bị lệch, nó không như cái đầu giữ bình thường. Nhưng ở đây thì mình có cách làm nó không lệch, đó là các bạn để hơi lỏng ra nhưng cũng không tuột. Sau đó các bạn chú ý chiều quay cho đúng, thì khi máy quay thì nó sẽ càng chặt vào. Các bạn cấp điện đột ngột như này phát, đó, thì là nó sẽ bám chắc vào luôn như này. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy, đây là đầu giữ lưỡi cưa của mình, đây là độ chuẩn của nó. Rồi, ok, mình sẽ cho quay tít hơn. Mình sẽ cho các bạn nhìn thấy nhá, ở đây này. Đấy, mình thả tay ra máy nó cũng không hề nhảy. Nếu mà cái đầu giữ của mình mà bị rung ấy thì là máy nó sẽ nhảy ngay. Nhưng ở đây là mình chế tạo là tương đối chuẩn. Mình chỉ dám nói là tương đối thôi chứ mình không dám nói là 100% nhé. Nhưng mà để máy này nó không nhảy này. Đấy, các bạn có thể nhìn chiêm ngưỡng cái lưỡi của mình ở đây. Đấy, đây là cái đầu giữ của mình này. Đấy. Đấy, và như vậy thì mình đã chia sẻ xong cái sản phẩm này. Nếu mà mình có nói nhiều quá mà làm phiền các bạn thì các bạn hãy thông cảm cho mình. Và thích sản phẩm này thì hãy like để ủng hộ mình, đăng ký kênh để theo dõi nhiều video hơn nữa. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.